chào quý vị, những người yêu thích du lịch cùng VTV. Trong hành trình khám phá tỉnh Khánh Hòa hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm đảo Hòn Lao thuộc Vịnh Nha Phu, cách thành phố Nha Trang khoảng 20 km về phía Bắc. Đảo Hòn Lao còn có cái tên gọi khác là đảo khỉ, bởi vì ở nơi đây là nơi trú ngụ của hơn 1.000 chú khỉ thuộc nhiều loại khác nhau. Dù được nuôi thả trong môi trường tự nhiên, nhưng đàn khỉ ở đây lại khá thân thiện với con người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì quý vị nên lưu ý là tuân theo các biển chỉ dẫn được đặt trên hòn đảo nhé. Cách thành phố Nha Trang 18 km về phía Bắc, đảo khỉ nằm trong Vịnh Nha Phu, một trong những địa điểm du lịch yêu thích ở Nha Trang. Cư dân chủ yếu trên hòn đảo này là hơn 1.200 chú khỉ thuộc các loại khác nhau. Những chú khỉ ở đây được nuôi vừa để bảo tồn, vừa để phục vụ du lịch. Vì vậy, dù được nuôi thả hoàn toàn ngoài tự nhiên, nhưng chúng đều đã được huấn luyện. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chơi đùa với chúng. Không chỉ được tìm hiểu về cuộc sống của bầy khỉ, khi đến đây, các du khách còn được xem các tiết mục biểu diễn rất đáng yêu do những chú khỉ này biểu diễn. Ngoài ra, đảo khỉ còn là nơi có cảnh sắc rất quyến rũ. Bạn chắc chắn sẽ có một chuyến đi nhiều ấn tượng tại điểm đến này. Quý vị có nhớ là mình đã được thưởng thức bao nhiêu món ăn ở Khánh Hòa cùng VTV Travel trong suốt những ngày qua không ạ? Ốc này, hàu nướng, nem nướng này. Và hôm nay, chị Vân xin giới thiệu với quý vị một món nữa cũng rất được yêu thích ở nơi đây, đó là bánh căn. Nói tới những món ăn phổ biến nhất ở Nha Trang, hẳn phải nói tới bánh căn. Ủa, cố nguyên liệu của bánh căn là gồm những gì vậy cô? Tôm, mực, trứng, thịt bò, chú cút, chú gà, chú vịt. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở bất kỳ con phố nào trong thành phố. Và nếu bạn đã từng thử bánh căn ở các nơi khác, các bạn sẽ phát hiện thấy bánh căn Nha Trang có khác đấy nha. Là món ăn ở thành phố biển nên bánh căn Nha Trang cũng mang đặc trưng hương vị biển với các loại nhân hải sản. Bánh được ăn nóng với nước mắm tỏi ớt pha vừa miệng, trộn với chút mỡ hành thơm ngậy. Hương vị giản dị nhưng quyến rũ đó không biết từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của ẩm thực Nha Trang. Không biết quý vị nghĩ sao chứ chị Vân thì chỉ muốn bay ngay vào Nha Trang để thưởng thức món bánh căn ngon lành này thôi ạ. Và sau đó sẽ là thử một loạt các trò chơi dưới nước ở Hòn Tre. Bởi vì đã đến Nha Trang, tất nhiên là phải thử những trò chơi dưới nước này rồi ạ. Chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng cáp treo hay là cano là bạn đã có thể tới đảo Hòn Tre, nơi tọa lạc của công viên nước ngọt trên bãi biển đầu tiên của Việt Nam. Chúng ta hãy khởi động ở một chuyến thăm thủy cùng nhé. Tại đây, bạn có thể ngắm nhìn và tìm hiểu cuộc sống của hơn 300 loài sinh vật biển, trong đó có rất nhiều loại quý hiếm. Và cuối cùng, đây là đích của chúng ta, khu trò chơi nước, có rất nhiều trò chơi cho bạn lựa chọn. Chắc chắn, một ngày vui chơi thỏa thích tại công viên nước trên đảo Hòn Tre sẽ khiến chuyến đi biển Nha Trang của bạn thêm trọn vẹn. Quý vị có muốn thử các trò chơi dưới nước này hay không ạ? Nếu có thì quý vị nên nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, bởi vì mùa hè chính là mùa cao điểm du lịch ở Nha Trang. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của VTV Travel.